hồ đây em nghệ nhân này em đang gọt cái bình lớn này. Cái hoa văn trên này là em làm luôn hả? Ồ. Cái này sẽ làm bốn cái tùng trúc cúc mai á. À. Dạ, mỗi bình là một bức tranh. À. Về tùng trúc cúc mai. Tùng trúc cúc mai. Ừ, là từ anh làm bốn cái đó luôn. À. Cái đây là bà chị lên khối lên bình, sau đó em gắn vào. Ừ. Mọi người một khâu. À. Là bà chị là bà sẽ nặn ra cái pin này. Còn mình làm hoa văn điêu khắc ngoài này là do anh làm. Ừ. Cái này mà hoa văn như vậy là xong chưa hay là anh còn vẽ thêm nữa? Còn ở dưới chân nữa. Ở dưới chân này nữa. À. Một cái này thì anh khắc trong bao lâu thì xong? 2-3 ngày. 2-3 ngày xong một cái pin. À. Anh này anh đang làm 4 cái pin như thế này. Tùng trúc cúc mai. Trong đó một cái bình thì phải mất khoảng 2-3 ngày thì mới điêu khắc xong. Mới điêu khắc xong những cái hoa văn rất tinh xảo. Đây là cây tùng đúng không anh? Đây cây tùng cùng dưới gốc cây tùng có những con chim hạc đang còn đứng ở đây. Anh đang làm. Cái bình này thì cơ bản là hoàn tất cái phần cây tùng rồi. Nhưng mà phía dưới chân này còn có một số hoa văn thì bây giờ anh đang làm tiếp. Cái này anh học ở đâu mà anh làm được hay vậy? Tự làm thôi. Tự làm hả? Mày mò. Nghề dạy nghề. Ờ, anh làm bao năm rồi? Dạ, gần 10 năm rồi. Gần 10 năm? Dạ. Ồ, 10 năm tay nghề về. Không có trường lớp nào đào tạo hết. Dạ. Từ học hành nghiên cứu, từ mày mò. Từ hoàn thiện kỹ năng trong quá trình làm việc. Chỉ bằng những con dao này thôi phải không em? Dạ đúng rồi. À, hai con dao. Đây, hai con dao này là dùng để khắc. Tưởng chừng như rất đơn giản nhưng mà không phải không phải như vậy đâu. Phải tốn bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu suy nghĩ mày mò cùng đôi tay khéo léo thì nó mới ra được những cái nét hoa văn này. Không thể tin được là một đôi tay trần và những con dao bình thường, con dao mua ngoài chợ thôi, không có gì đặc biệt hết, nhưng mà có thể tạo ra được những cái kiệt tác như thế này. Cái bình này mình nung trong bao lâu anh? Dạ này phơi nữa là khoảng nửa tháng rồi. Ừ. Phơi mất mấy ngày? Nếu trời nắng đẹp để nó tự nhiên trong bóng râm này còn, à. Để nó khô trắng ra mình mới đem ngoài phơi nắng nữa. À. Dạ. Chứ không mình không thể đem ra ngoài bây giờ được. À. Tại vì nó sẽ nứt. À. À là một cái bình này là sau khi mình nằn xong thì mình để trong bóng râm này cho nó ráo nước tự nhiên. Dạ. Sau đó đem ra phơi nắng rồi sau đó mới nung. Nung mất thường là mấy ngày? Nung trong vòng 10 tiếng, 11 tiếng. Nung 10-11 tiếng. Ừ. Thì từ khi nằn cho tới lúc ra lò là khoảng tổng cộng 1 tháng. Một tháng từ khi bắt đầu bỏ những cục đất sét đầu tiên để nằn cho tới lúc ra lò là 1 tháng. Ừ. Kỳ công. Cái này là người ta đặt hàng mình làm hay là mình tự làm rồi? Cái này người ta đặt hàng ở Hà Nội. À, đây là những cái mà người ta đặt hàng sẵn ở Hà Nội. Khách hàng ở Hà Nội đặt thì mình làm theo đơn hàng. Hoàn toàn làm bằng tay. Không có bất kỳ cái sự can thiệp máy móc nào. Nung cũng nung bằng củi rơm chứ không có nung bằng điện hay là than đá gì. Dạ củi rơm. À. Ừ. Là 4 cái bình này. 3 cái kia là anh chưa điêu khắc đúng không? Dạ chưa. Chưa, cái này cái đầu tiên. Dạ. Ok. À. Đây, đây là 4 cái bình mà anh người nhân em sẽ làm. Do người chị người nằn xong. Người chị là phụ trách công nằn, nằn xong còn anh người nhân là anh sẽ điêu khắc.
điêu khắc những cái hoa văn rất tinh xảo. Tùng trúc cúc mai. Bồ tứ tứ bình này. Anh tên là gì anh? Dạ. Anh tên là gì? Tên là Kate. 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 Anh năm nay bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Anh Kate 27 tuổi. Có khoảng 10 năm trong nghề đúng không? Dạ. Trời xuất sắc. Các bạn đang xem là anh KT 27 tuổi, 10 năm trong nghề, từ học thần tài để làm ra những cái hoa văn trên cái bình gốm này. Anh mất khoảng 2-3 ngày thì anh sẽ làm xong một cái bình như thế này. Chỉ là khâu điêu khắc thôi, không phải là khâu không làm bình thì do một phụ nữ làm. Anh điêu khắc cái này mất 2-3 ngày. Bốn cái bình này thì anh mất khoảng 10-15 ngày để anh điêu khắc xong. Cung bình một cái bình thì từ khi bắt đầu làm cho tới lúc ra lò là mất khoảng 1 tháng. Có những khâu chính là khâu làm bình, khâu thứ hai là điêu khắc và phơi trong bóng râm, khâu thứ ba là phơi nắng và khâu thứ tư là cho vào lò nung. Và sau khi ra lò thì đó là thành phẩm. Rồi xin cảm ơn anh KT. Xin cảm ơn anh.